Trong lúc lặn biển, ngư dân xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một vật thể lạ bằng sắt rất lớn, nghi là một bộ phận máy bay. Sau nhiều ngày vất vả trục vớt, khối sắt thép này đã được ngư dân đưa lên bờ. Anh Trần Ngọc Thắng, 40 tuổi, trú xã Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh cho biết, chiều ngày 14 tháng 5 năm 2016, anh cùng 10 người khác dùng thuyền đi khai thác ngao trên vùng biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà. Trong lúc lặn biển, một người phát hiện khối kim loại lớn ở độ sâu 15 mét. Sau đó, anh này cùng một số người lặn xuống, xác định đây là một bộ phận của máy bay nên đã điều thêm thuyền công suất lớn có máy cẩu đến trục vớt. Đến tối ngày 17 tháng 5, vật thể này đã được trục vớt lên bờ và đưa về nhà anh Thắng. Đó là một khối kim loại hình trụ nặng khoảng 1,5 tấn, dài 1,5 mét. Bán kính chỗ rộng nhất là khoảng 60 cm, chỗ nhỏ nhất là 50 cm. Do nằm dưới biển lâu ngày nên khối kim loại này đã bị hoen rỉ, bong tróc nhiều chỗ. Anh Thắng cũng đã cất giữ một khối kim loại có khắc chữ nước ngoài. Ông Dương Đình Hóa, xã đội trưởng Thạch Kim, nơi quản lý vùng biển Cửa Sót cho biết, từ năm 1968, thời điểm Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, vùng biển này từng xảy ra nhiều trận đánh lớn. Lực lượng quân dân du kích ở đây đã dùng súng máy phòng không 12,7 mm để bắn máy bay Mỹ. Ngay sau khi nhận được thông tin về bộ ghi nhận là động cơ máy bay ở Bộ Quốc phòng đã thành lập hai đoàn xác minh của Quân chủng Phòng không Không quân và cơ quan MIA Bộ Quốc phòng. Quân chủng Phòng không Không quân xác định khối kim loại được các ngư dân xã Thạch Bằng, Lộc Hà trục vớt vào ngày 17 tháng 5 chính là bộ phận động cơ máy bay loại J-75 trên JT-4A-3B do hãng British Gwynplaine sản xuất. Được lắp máy bay là F-105 Thunderjet của quân đội Mỹ, rơi từ thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Cơ quan MDA Bộ Quốc phòng đã thông tin với cơ quan MDA Mỹ tại Hà Nội và báo cáo kết quả xác minh đây là một phần của động cơ máy bay F-8 của Mỹ bị rơi. Vụ máy bay rơi này không liên quan đến vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến tranh. Vật thể này có giá trị về mặt kinh tế vì không có khả năng tái chế sử dụng, nhưng về mặt lịch sử có thể trưng bày tại bảo tàng truyền thống của địa phương. Sau khi có kết quả từ nhà chức trách, Bảo tàng Hà Tĩnh đã trích 30 triệu đồng từ kinh phí chuyển nhượng, mua bán hiện vật để mua lại động cơ máy bay Mỹ của anh Trần Ngọc Thắng cùng nhóm ngư dân ở xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà.